Là phúc thì không phải họa, là họa thì khó tránh khỏi. Ai biết rằng tương lai sẽ có những thay đổi như thế nào? Không biết là Nhân Nghiêm sao? Từng người một mau cho biết tên. Tiểu nhân Tần Quỳnh, nha môn tiết độ sứ Sơn Đông. Kế hoạch này vẫn còn thiếu một bước cuối cùng. Chính là gì? Ngài lên ngôi hoàng thượng. Hồi mẫu hậu con còn sống, thường xuyên nói với trẫm, nếu con giống y như trẫm hồi còn trẻ vậy, cho dù con có trăm ngàn lỗi lầm, chỉ cần con siêng năng chính sự, chịu cực chịu khó, trẫm tin rằng sau này con nhất định là biểu vua tốt. Những lời tâm sự từ đáy lòng của cha có đủ để đánh thức lương tri của Dương Quản hay không? Phát hiện ra sự thật đáng sợ, nhưng việc vạch trần nó có dễ thực hiện và họ phải làm bằng cách nào? Quả nhiên là có Thiên Nam Tinh và Bạch Quả, hai vị thuốc này tương khắc nhau. Đây là gì vậy? Công chăm Cúc Bình Hoa công chúa. Kính mời quý vị cùng đón xem diễn biến vô cùng hấp dẫn ở tập 16 của bộ phim Triều Đại Tùy Đường, được phát trên TTV11, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh vào lúc 20 giờ 10 phút thứ ba ngày 16 tháng 6 năm 2020. Để có thể trả lời được câu hỏi trong chương trình Đồng hành cùng phim Giờ Vàng, mọi thông tin sẽ được cập nhật thường xuyên trên sóng TTV11, sóng phát thanh FM 103.1 MHz, fanpage, YouTube, app, website tayninhtv.vn và tổng đài 0889 122 333 của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh.